Hàn Nhật 123 xin giới thiệu tới các bác một chiếc máy rửa bát của hãng Panasonic có modem là NPTZ100. Đây là modem mới nhất của hãng Panasonic và được sản xuất năm 2019. Như ở trên các bác đang thấy thì chiếc máy này có màu ghi và hình vuông khá là đẹp và bắt mắt. Có chiều cao là 60, chiều rộng là 55 và chiều sâu là 35. Rất là dễ để lắp đặt ở bất cứ điểm nào trong căn bếp của chúng ta và làm cho căn bếp không chỉ thêm phần tiện dụng và còn sang trọng hơn rất là nhiều. Chiếc máy này thì hoạt động theo trạm cảm ứng. Đây. Chỉ với một nút chạm thì toàn bộ bảng menu sẽ được hiển thị lên. Và chiếc máy này thì có dung tích là được 6 bộ. Bây giờ tôi sẽ mở máy lên cho các bác nhìn. Chạm vào đây thì máy sẽ tự động mở ra như thế này. Đấy. Phía bên trong của máy đây ạ, có những cái cánh quạt đây, cánh quạt giúp để tăng áp lực nước ở trong quật vào bát, làm cho bát sạch hơn. Đây là các khay kệ để úp bát, úp cốc. Dao dĩa thìa chúng ta sẽ úp vào đây. Và cái dung tích của máy này là được 6 bộ bát đĩa, tương đương với khoảng 12 cái bát này. Vài cái bát tô, 6-7 cái đĩa, dao dĩa thìa đũa đều được cho hết vào một chiếc máy này, không có vấn đề gì cả, rất là thoải mái sử dụng. Đây chính là phần thông số kỹ thuật của máy. Chiếc máy này thì lắp đặt cũng rất là đơn giản, đường cấp nước vào và nước thoát ra đơn giản. Chúng ta không cần phải cấp nước nóng vào, máy sẽ tự đun nóng nước và tự sử dụng, chứ không cần phải cấp đường nước nóng vào cho máy. Đây, đây. Máy này, chế độ đặc biệt của máy này còn có 5 cấp độ rửa. Rửa nhanh, rồi rửa kỹ, rồi rửa nhiều người, rửa ít người. Khá là tiện dụng. Ngoài ra thì chiếc máy này còn có khử mùi diệt khuẩn bằng Nano EX. Nano EX này sẽ giúp cho bát đĩa sẽ sạch hơn và máy sẽ sạch hơn rất là nhiều. Và máy có chế độ tự động vệ sinh máy trong vòng 24 giờ. Tiện hơn và hiện đại hơn rất là nhiều so với những model trước của máy Panasonic. Và phía đường cấp nước, thoát nước là ở phía sau này. Đấy. Đấy. Thì nhà máy đã tặng cho chúng ta bộ cấp thoát nước rồi. Ngoài ra thì máy này có chế độ inverter cho nên rất tiết kiệm điện và nước. Chúng ta khi rửa máy và rửa bát bằng máy rửa bát thì không lo tốn điện ạ. Sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hàn Nhật 123. Các bác có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì gọi theo số hotline 0947 286 123 để đặt hàng. Và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo ạ.